Thông thường thì cha mẹ sẽ chọn cho con của mình những cái tên thật là đẹp, mang nhiều ý nghĩa tốt lành, may mắn, hoặc là theo tên những nhân vật mà họ yêu thích và họ mến mộ. Tuy nhiên, nếu đó là tên của một nhân vật trong truyện tranh thì chắc chắn là người bố người mẹ đó sẽ không dễ dàng gì trong việc thuyết phục người còn lại có thể đồng ý được. Vâng, vậy đó cũng chính là tình cảnh của một ông bố ở Mỹ có tên là Carlos Sanchez. Vì quá yêu thích bộ truyện tranh nổi tiếng Bảy viên ngọc rồng nên anh này muốn đặt tên con theo tên nhân vật chính là Goku. Và để thuyết phục được vợ thì anh này đã đề nghị cộng đồng mạng giúp đỡ, và kết quả nhận được khiến anh này phải thốt lên là cả nghìn năm cũng không thể tưởng tượng được. Theo đó, ông bố trẻ đã đăng tải hình ảnh với một tấm bảng ghi dòng chữ: "Vợ tôi nói nếu tôi có 1 triệu lượt thích, tôi có thể đặt tên con trai là Goku. Xin mọi người hãy ấn thích và chia sẻ." Tài khoản Facebook của ông bố này vốn không có hoạt động gì nhiều, lại chỉ có chưa đến 1.000 bạn bè. Thế nhưng sau gần một ngày đăng tải thì bức ảnh này đã có hơn 1,3 triệu lượt like và hơn 150.000 lượt chia sẻ cùng với hàng nghìn bình luận. Nhiều người, đặc biệt là các fan hâm mộ của bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng, bày tỏ sự thích thú và còn nhận xét đây là một ông bố tuyệt vời. Dù đã vượt mốc 1 triệu lượt like, nhưng ông bố này vừa thông báo trên Facebook rằng phải đến ngày mai thì vợ của anh mới trả lời là có đồng ý đặt tên con là Goku hay không. Thế nhưng không phải là cứ cha mẹ nào muốn đặt tên con là gì cũng được đâu ạ, à. Bởi một số quốc gia có quy định khá nghiêm ngặt, nếu mà không tuân thủ thì những cái tên đó có thể sẽ bị loại bỏ đi. Cụ thể là ở New Zealand hoặc là Australia, chính phủ liệt kê hẳn một danh sách các tên không được đặt cho con mình. Và nếu mà cha mẹ cố tình đặt thì nhà chức trách sẽ không đăng ký khai sinh cho bé. Vâng, hai nước này phải đưa ra lệnh cấm sau khi xuất hiện hiện tượng là nhiều bậc phụ huynh đặt tên kỳ lạ cho con, ví dụ như đặt tên con là Apple, tên của một hãng công nghệ nổi tiếng ở nước Mỹ, hay là Pilot, nghĩa là tiếng Anh là phi công, tên của một thương hiệu bút nổi tiếng, hay là AudioSense, tên một thương hiệu điện tử.